Em nghe kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo từ kênh YouTube của em. Nếu các bác lần đầu tiên đến với kênh của em thì hãy đừng quên là đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký kênh các bác nha. Và bấm chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào từ kênh YouTube của em Nghĩa. Em Nghĩa đến từ Nghệ An, 36 tuổi. Hôm nay em Nghĩa xin trân trọng được giới thiệu tới các bác một căn nhà gỗ, nhà sàn gỗ 3 gian. Có một gian bếp ở phía sau này. Nhà chủ yếu là gỗ như sau các bác ạ, gồm có sến táu, vải rừng, có cả gỗ rẻ nữa. Hiện trạng thì nhà chưa mối mọt, tuy nhiên về mặt hình thức nhà này thử làm không được đẹp. Đó là điều đầu tiên em muốn chia sẻ đến các bác. So với rất nhiều nhà khác em nghĩ xem ấy, thì là thợ làm nhà này thì cũng như kiểu là tay nghề chưa cao lắm, làm cũng nhiều năm rồi. Ngôi nhà này làm tận cách đây gần chục năm, hơn chục năm gì đấy, chủ nhà nhớ không chính xác, nhưng mà hiện tại thì hiện trạng của ngôi nhà vẫn tốt, gỗ chưa mối chưa mọt chưa thể mục các bác nha. Đó. Nhà có kiểu keo thẳng, không phải kẻ truyền các bạn ạ. Đấy. Cột nhà có vánh từ 70 đến 100. Cột cái to nhất là 100. Ở gầm sàn gầm sàn cao 1 mét rưỡi các bạn, 1 mét rưỡi là chạm cái xà thấp nhất ở phía dưới, còn để đến chạm sàn thì nó cũng là một gần 1 mét 9 nha các bạn nha. Tổng thể ngôi nhà thì có 3 gian. 3 gian và một bếp. Chiều dài của ngôi nhà là 14 m, chiều rộng là 8 m các bạn. Mỗi gian 3 m 3. Riêng gian bếp thì là 4 m hơn các bạn nhé. Đấy. Ván vách, ván sàn đầy đủ. Cũng ghép tương đối. Đấy, như thế này. Hiện trạng như thế nào thì em nghĩa tả như vậy các bạn nhá. Đó, đây là cái gian bếp. Phía ngoài thì người ta cũng đã sơn các thứ cũng sạch sẽ, tương đối sạch sẽ các bạn. Chủ nhà đang muốn xây ở bên kia làm cái quán để kinh doanh. Thì là muốn giải phóng cái mặt bằng. Thì là muốn bán căn nhà này đi. Ở đây có một cái lan can ngồi hóng mát rất là thích nha các bạn nhá. Phía sau em nghĩa đây. Ngay chỗ mình bước lên cầu thang đằng sau em nghĩa là chỗ lan can. Các cột thì có một số cột nó cũng có nứt. Có nứt, vết nứt của táu. Cái này thì mình về bác nào mà đem về thì xử lý lại thì ok thôi các bạn. Vết nứt tự nhiên. Vết nứt này thì là không thể tránh khỏi từ các cái cột gỗ táu các bạn nhé. Nhà có 28 cái cột, 20, 30 kể cả gian bếp nữa, thì gần 30 cái cột các bạn. Cái cột này thì nó có một cái vết vết như vậy, lỗ lỗ như các cái con ong mà em nghe hay kể là hay có một số căn nhà là giống con ong nó có đục vào được ở thân gỗ ấy. Nhưng mà những cái cột này là vẫn tốt các bạn nhé, nó không phải là mọt, không phải mục mọt nhé các bạn nhé. Nó vẫn rất là cứng cáp và ok, nó chỉ là nhìn cái vẻ hình thức bên ngoài không được đẹp thôi. Đây là phía dưới của gian bếp này. Đấy, gian bếp cũng nối trực tiếp với gian nhà chính đây. Đó. Với hiện trạng gầm sàn nhà như thế này thì các bác có thể kê thêm cao lên hơn chủ nhà một chút, các bác kê khoảng 50 phân, 5-60 phân là dùng thoải mái luôn. Các bác mà làm kinh doanh cà phê ấy, thì ở dưới này hoặc là quán ăn các thứ là dưới này ok nhá. Chủ nhà đang bảo là nếu mà không bán được cái giá mà không hợp lý thì chủ nhà cũng bảo tồn lại căn nhà này, sau khi đã xây dựng xong thì sẽ tận dụng để làm quán kinh doanh luôn, là sẽ kinh doanh ở phần dưới, phần trên thì vẫn là tận dụng để bỏ đồ đạc các thứ. Ngôi nhà chủ nhà đang muốn bán với giá là 380 triệu các bác nhá. 380 triệu.
Bạn nào có nhã hứng thấy hợp ý thì liên hệ em Nghĩa để đi vào phần chi tiết. Em Nghĩa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào từ kênh YouTube của em nha.